là gì? Kho này là kho, kho của nhà A Thành. Bộ này bôi gì đây? 301. Các ông về nếu mà tối đừng có chê em ấy nhá. Tại vì ở trong kho nhưng được cái đây là phòng khách của nó. Đây, phòng tiếp khách. Cho nên mà nó có điện chứ còn các kho khác không bao giờ có điện như thế này. Bộ này, đây này, JBL này. Mở mở này con ạ. Mở ra con ạ. JBL này. Mấy thằng nhận hư mẹ rốt. Rốn thì quan trọng mẹ à. Này dòng nghe nhạc. JBL, JBL xịn đấy. Mấy cặp này. 1 2 3 4 5 cặp. Không ngon, ngon thì nó đớp hết rồi, nằm đâu đây nữa. Chúng mày hiểu không? Ừ. Vàng này. Những cái hàng mà nó bọc bao thế này này, đóng này này là đóng rồi, của khách người ta mua rồi. Hiện nay bên này mẹ nó đang còn tồn đến cả một mớ vàng, rất nhiều vàng. Này vàng X6 này, X6 chứ đi ế nhiều nè. Riêng cái đống này mà nhặt mấy con này là phải ăn kèm mấy con này này. Mấy con này thì mẹ cất trâu. Không làm được. Mấy con này cất trâu. Mấy con này không gánh lại được. Mấy con DMXDK2000 mấy con này thì hay này. Nhưng mà nó bắt ăn cái lô này có đủ nút không anh ấy nhỉ? Đi sao? Không có đâu. Khác nhổ hết rồi. Có nút không? Đéo có đủ nút không? Không, nút hết rồi. Mọi người đi lấy hàng đầu tiên này. Đây này gặp những thằng như ông này ông rút hết rồi này. À Thành đi đâu? Mấy con này này, mấy con này thì... Hả? Con này hai màn hình. Con này hai màn hình này, thử tháo rồi nó chạy chip gì coi không có coi không? Đây này, thế ta này. Thế ta này, thế ta K3 này. Đập tên khác này. Mấy con này này. Sao có ít nhỉ, có mấy con này à? Hả? Có máy nhặt luôn. Lấy cái tháo rồi còn nó chạy chip mà mình xử lý được. Tháo chưa? Giờ tháo rồi, tháo luôn. Để nó về cả kia. Con này Teta này. Con này tiếng Trung Quốc. Mà từ khi phát coi có khó. Nó mất hết nốt rồi. Bọn này. Rồi lên nút đâu. Mấy con này tên khác. Chơi các lỗ Xiaomi. Đó là hai màn hình ngày trước. Thằng ấy làm thế nó làm cái thứ nó thế nào. Đây là pin chịt mẹ thì này, có vài con nhỏ nhỏ này. Đâu con nào? Này thường. Để tôi lau cho. Con nào rồi. À, đó. Thôi, mồi trong hũ này. Thường. Có đèn á? Tối như đêm vào mưu. Mỡ âm ly này. BTS cái này của Hàn này. Công suất này không có vỉ à? Máy này xấu, máy bào xấu. Nhà này là nhà. Này, mấy cái bát hoa xịn này. Xịn bán không? À đây là công suất đấy đúng không? Không có cái nào tháo chuột được không? Ta ngắm phát coi. Mất rồi bỏ. Ui giời, 450C này. Ui. Dừng. Thế nhà phải có tí điện này. Ờ, nó này nó đang tồn bên này cái kho kho này nhiều nhỉ. 455 sợ sếp tồn lại nọc hết rồi. Hả? Đang rồi nọc hết rồi. Gì hết không? Cái này là tồn lại hả?
hả? Đam này thì chắc làm sao được cái đam này. Làm ba mươi. Đam này là già chậm lắm. Làm đến 30 đấy chứ. Đây, đam. Hàng này rất nhiều nhưng bây giờ quan trọng là có về được hay không. Cái này thay rồi này. Bát này không phải bát của nó này. À, gần của nó chứ. Gần này thay rồi, gần này thay rồi. Thùng người ta còn đẹp thế này, càng xấu nhỉ. Gần này anh thay rồi. Này thay hết gần rồi. Thay gần này lấy về mình đã phải thay. Mẹ này. Cái lò này là lò này lo nhiều tiền, mẹ ăn thiếu từ con ốc này bán không khó, đừng có nói nhé. Ốc không phải gìn bán. Còn lại là mấy đồ đẹp chắc anh cha bóc hết rồi, mấy đồ này xấu. Tí rồi có cái lô lò nào rẻ mà tao lấy về tao bán thì nó sướng. Nào. 45 mẹ. 850 à, đây là 1000 đấy chứ. 1000. À mấy này cũng còn nhiều, mấy cái này mẹ ngày xưa tự kết mà thông tin là hết rồi đấy, đâu còn nằm đây đúng không? Trứng này. Wow. Con này 900C đúng không? Đồ mốt. Trứng quá trời luôn. Trứng này gì không ta? Trứng này về phải thay hết căng. Trứng này nó tiếng này nó rất hay nhưng mà dòng này ông nào biết chơi ấy, treo lên đẹp. Loại nhỏ nhỏ ấy, lắp cà phê thích này, loại để bán 20 này. Một xíu này này, một loại to là nhỏ. Là nhỏ này chắc được một đôi, hai, mấy đôi này. 2, 3, 4, 3, 9. Trứng này lấy cho nó đóng một cục. Khó về. Ồ, trứng nhỏ nhỏ này. Trứng này về mà làm lo center cũng hay lắm nhé. Center ấy. Trứng nhỏ xíu, trứng là trứng 20. Trứng là trứng gà so này. Trứng kia là trứng ngỗng này, trứng đa điểu này. Nên là QS 500. QS 600. Rodeo 30 này, lò này thích lô nào nhiều nhớ thôi ôm chứ ôm. Cái này là hàng người ta đóng à? Ừ. Mấy cái bao này hả? Như thế nào nó mưa kinh. Nhà nhà A Kiệt chứ gì? A Kiệt nó có cửa sau ấy. Qua trời này mình đi. Mấy cái shop này, này mấy cái shop này mà thằng nào mà mua về thì mà. Hôm nay Trương Phành shop kép này ra đây ngắm khu này nha. Mưa quá không đi đâu rồi. Này shop kép này. Ô thùng này tan nát mưa vào đây. Trước đây mà pin thông cũng chả còn nằm đây, khẳng định luôn. Cặp này bây giờ mà chuyển về được đến nhà bây giờ một cặp này bây giờ một chiếc này là 1.000.000 tầm mấy triệu rưỡi. Sao về được? 2.200.000. Một chiếc ấy. Một chiếc cái nào? 2.200.000 một chiếc hả? 2.800.000. Hàng của ông nào đóng này, đóng sẵn rồi mà chưa về này. Mẹ đóng nay mưa nó tạt rồi. Mưa hết thủ. Hàng này là đóng rồi này, mua rồi này, trả tiền rồi này. Ông nào phải dính cái đống này thì trong không hư mới lạ. Có hàng mình đấy. Ờ.
Đi vào đây. Điên tắc mà hàng đã mua rồi nhưng không về được, đang vẫn để đây. Có B3 này. Sớp B3 xịn này. Mua để mưa này. Bán này hả? Ngon đấy. Sớp kép B3 này. Này, mẹ nước phân chạy này về chương phành. Chúc chị. Nhưng là cái này thùng gỗ nó cũng đỡ. Chút mặc tin này. Rồi đến nhà mình tính rồi đây. Rồi xem coi chỗ nào mua pháo ta đốt đây, vài bánh là ăn mừng. Hả? Đi tại sao mấy bên kho bên kia kìa. Mưa nó không đóng cái cửa. Đây cũng mấy kho này là mấy kho đúng không? Ừ. Bên trong nó có đúng không? Hôm qua qua nữa là khi vào thì bắt đầu khi vào đối diện nhà nào này. Súp. Mẹ này. Súp này. Cái này rách mẹ bát rồi. Này, nước không lướt này. Chứng tỏ là gỗ nó cũng tốt đúng không? Để mưa thế này mà vẫn chưa nở. Qua trời sốt, sốt nó không chịu này, sốt này sốt khắp 50 mặc tim. Trước sau là nó cũng bán được mà. Bên thông cũng hết mà. Lô này sốt này mới đẹp này, mà để hư này. Này, lô này mới đẹp này. DK xịn sốt kép này. Này, ui mẹ bát đẹp luôn này. Chiếc thùng gỗ đẹp thật đấy. Để cái này thì mẹ không đóng lại, để cái này hư sạch luôn này. Này bán này hả? Về cái này phải nắng phơi. Alo. Mưa vào cái màng bát thì cũng mốc. Đẹp nhá. Không phải công nhận là cái lô này đẹp này. Bát này, bát chống nước mà. Không phải. Mà này không trong nước. Nhưng mà thùng đẹp, thùng vuông vức đẹp thật ạ. Ông này đẹp. Chờ ông nào mua là phải chở về đến nhà mới vấn đề. Thành 8. BB này bên này nó tồn nhiều nha. À lô đại rắc này. Đây nào. Máy bao ghét. Máy 2U đẹp, con này thì khỏe là máy 3U. Bao nhiêu con? 2, 4, 16. Này 1, 2, 3, 4, 5, 20 con. 20. Con này có bù áp này. Này. Mấy con bù phép này. Loại mà cứ nhìn thấy cái loại bù phép này bù áp này. Không. Này. À bây giờ loạt hơn. Tưởng số kích gì? À sắp cái này này. Cá sắp. Con này là 300, hình như con này là cũng 3. Là 3. Một loại hết rồi, con loại này khác, loại này khác nhau rồi. Con này hôm nọ tra lên mạng hình như là cũng 600 hay mấy trăm kênh ấy. Ừ. Không biết là cái cục này cũng được anh sẽ chơi ngon này. Đầy đủ này. Súp xiếc à. Loa này, bộ luôn nguyên bộ đó. Nói là nhặt thế này bây giờ mà nói thật. Mình mà nhặt những cái lọt này về mình chết chắc. Còn những cái hàng này hàng mẹ nó hồn dồn lại hết này. 10 con thì chết 9 con. Họ may được con sống. Dễ không mua. Nó bộ giản. Nô nào? BTS 203. Không bán được thì lấy này. Con này này, ba con này này.
mất công lấy nhỉ. 850 W một cành. Dòng này được này. Mặt đẹp này. Nhưng mà có 3 con này mất công. Con này xong chưa? Đóng mũi chua cục không cùng bán. Rồi phần CA12. Con này bây giờ về bán lại 600.000 con. Anh nói cái gì mà bán mấy triệu à? BTS đấy mà. Con này có gì ta? Đây, lọc này. Alexis đây. Alexis này. Alexis này. Lọc đều. Hàng xịn đấy. Alexis là xịn đề xịn, nó đắt vải luôn đấy. Hôm nọ mình bán thế này. Alexis đều này, nhìn cái giọt ta biết này. Hàng xịn không bao giờ thế này. Ông nào muốn mua Alexis xịn thì cứ liên hệ với Nam Thép. Còn cứ còn một con nữa đấy. Đang để anh nghe. Không, chú không xả lỗi. Nhầm đấy. Nhầm đấy. Slow quá. Ôi, ngồi. Rồi, xoáy. Ừ, hồi nó bán không? Để tí hồi. Tí mỗi thằng 10 cái mang về, hôm qua cái tổ này tối cho. Mà tặng một tí thôi, không nào bên lấy. Ừ, lấy lấy lấy. Tí nó xếp, tí xem kìa đi. Anh trộm, anh trộm. Không uống chủ đây, anh trộm. Cái gì đây, cái gì đây, từ từ với cái gì đây. À, vừa thử với cái gì đây. Mới chỗ linh kiện của nó. Linh kiện này. Được, được mới dâu rồi, dâu này đang cần. Nhà không có cái dâu nào mà bán. Rồi đến là khổ luôn. Cái nào cũng có tại dài cả bác mà. Ôi cái mớ này là hư, bỏ đây này, cái dòng túi là hư này. Okay. Cái này vứt này. Cái này hư này. Bỏ ra, cái trong này lành này. Này là xoáy hết này. Cái này nha, cái túi là hư này. Túi này, túi này. Cái này đây, cái này túi sao. Tí là xin. 80.000 cặp mua mới đấy.